Hai mà làm video review cây trầu bè lá xỉ Monster, mình mua ở Nha Trang giá 80.000. Lá nhỏ ở dưới chưa xỉa, lá lớn ở trên bắt đầu xỉa và lá mới ra xỉa đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu thấy hay thì subscribe kênh YouTube ủng hộ mình.